chiến thần thánh y, đường tuấn. Đám người giải kiêu nghe vậy thì thầm kêu một tiếng, quả nhiên. Từ sau khi biết anh bị Trương Định An đánh bại, Thủy Diều Diều đã vận dụng mọi quan hệ của tộc biển, thậm chí còn đi cầu xin vị tôn giả kia mới có được cơ hội dẫn người tham gia bài kiểm tra lần này. Có thể nói, đối với cái gọi là cơ may trở thành tôn giả, Thủy Diều Diều căn bản không hề để tâm. Cô ta lần này chính là vì bảo vệ đường Tuấn mà đến bọn họ cũng không phải cảm thấy đường Tuấn quá yếu, mà là Trương Định An và Đạo Nhất đều quá mạnh. Đường Tuấn tất nhiên không biết suy nghĩ thật của Thủy Diều Diều. Anh tới tìm Thủy Diều Diều cũng là có ý liên minh với đối phương kết minh, cho nên đã đồng ý. Nơi kiểm tra lần này lại là biển cả, có thể nói là sân nhà của tộc biển chúng tôi. Tôi đã cảm ứng được phía trước có rất nhiều khí thức cường đại. Nét mặt của Thủy Diều Diều trở nên nghiêm trọng, một vách đá khổng lồ đứng sừng sững ở trên mặt biển trên vách đá được khắc hoa văn chằng chịt những hoa văn đó nhìn qua thì có vẻ không có quy luật gì nhưng nếu nhìn lâu tâm thần sẽ chìm đắm vào bên trong mấy người đường tuấn thủy diều diều nhìn vách đá này trong lòng đồng thời xuất hiện một âm thanh lĩnh mộ được sức mạnh bên trong vách đá thì có thể thông qua cửa ải này lúc này có không ít người đã tập trung trước vách đá ai cũng đều nghe thấy âm thanh này nhưng sau khi nghe xong mọi người lại càng khó hiểu. Sức mạnh bên trong vách đá này rốt cuộc là thứ gì? Phải lĩnh ngộ đến mức độ nào mới tính là thông qua? Sở dĩ có nghi vấn như vậy là bởi vì những người ở trong vách đá cảm ứng được nhiều loại sức mạnh không giống nhau, thậm chí có vài sức mạnh còn đối lập. Có thể nói, loại khảo nghiệm này hoàn toàn không có tiêu chuẩn. Đại bộ phận những người tham gia bài kiểm tra lần này đều đã đến đây. Đường Nghiêu thấy mấy người chân nhân khổng long, Chu Tước Thần Quân, Tả Phù Giao, Triệu Huyền. Tất nhiên, cũng sẽ thấy Đạo Nhất và Trương Định An. Lúc này Trương Định An đứng bên cạnh Đạo Nhất, hơi lùi về phía sau nửa bước, trông giống như một hộ vệ, nhưng không có ai thật sự dám xem anh ta là hộ vệ. Đạo Nhất và Trương Định An cũng nhìn thấy Đường Tuấn, ánh mắt Đạo Nhất hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ động đầy. Tuy rằng không có âm thanh, nhưng Đường Tuấn hiểu được lời của anh ta, ở cửa ải cuối cùng, tôi với anh quyết chiến một trận. Sau khi đánh bại anh, tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Ánh mắt Trương Định An âm trầm, lóe lên sát khí, anh ta muốn lập tức ra tay giết chết Đường Tuấn. Nhưng lúc này số người bên cạnh Đường Tuấn thật sự quá nhiều, anh ta biết cho dù có ra tay thì cũng lực bất tòng tâm. Anh ta cũng hiểu được ý tứ của đạo nhất, đôi mắt không khỏi híp lại, trong mắt lập lòe ánh sáng. Đây chỉ là cửa ải thứ nhất hơn nữa lần kiểm tra này rất quan trọng, gần như không người ra tay vào lúc này. Đạo nhất ngồi xếp bằng trong không trung đối mặt vách đá. Không đến 10 lần hít thở, anh ta đã đứng dậy, bước lên phía trước một bước, đi đến chỗ vách đá. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không thể nào. Chẳng lẽ anh ta đã thấu hiểu được sức mạnh bên trong vách đá sao? Mới qua bao lâu cơ chứ? Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, Đạo nhất quay đầu lại, liếc nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước một bước. Thân thể anh ta dung nhập vào vách đá, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Audio điện tử Võ Tấn bền. Trương Định An cũng ngây ngốc tại chỗ, tuy rằng từ trong miệng Tôn giả đã biết được chuyện Đạo nhất là dòng dõi tiên, nhưng anh ta cũng không có cảm tưởng gì đặc biệt, thậm chí còn cho rằng chính mình sẽ không thua kém Đạo nhất là bao nhưng biểu hiện bây giờ của đạo nhất thật sự làm cho anh ta phải kinh ngạc. Chẳng lẽ khảo nghiệm vách đá này không khó? Trương Định An nghĩ tới một khả năng khác. Ánh mắt anh ta nhìn chầm chầm vào vách đá, sau đó nhắm mắt lại. Những hoa văn ngang dọc đan sen chậm rãi hiện lên trong trái tim. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đấp cảm giác được tâm thần đang đắm chìm trong một vòng xoáy sức mạnh hỗn loạn. Xung quanh người anh ta là các loại sức mạnh thuộc tính, quý nhiễu cảm giác của anh ta. Nhiều như vậy sao? Tâm thần Trương Định An không nhịn được mà chấn động, sức mạnh mà anh ta cảm ứng được đã lên tới mấy trăm loại. Nhìn có vẻ rất ít, nhưng mỗi một loại sức mạnh đều cho anh ta một loại cảm giác huyền diệu khó lường, khiến người ta không kìm được, muốn thâm nhập vào để nghiên cứu. Quá trình này chắc chắn phải tốn một đoạn thời gian rất dài. Anh ta mở to mắt. Tình trạng quỷ dị chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng dò hỏi người khác, Trương Định An mới biết từ lúc anh ta nhắm mắt đến lúc mở mắt đã qua thời gian 20 lần hô hấp. Điều này làm sao có thể? Trương Bình An không thể tin được, chẳng lẽ chênh lệch giữa anh ta và đạo nhất lại lớn đến như vậy? Không chỉ anh ta, rất nhiều người khác cũng đã tiến hành thử nghiệm trong thời gian ngắn, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Cho đến tận lúc này, bọn họ mới có thể lý giải một cách sâu sắc chỗ đáng sợ của đạo nhất. Không ít người cúi thấp đầu, bộ dạng suy sụp lẩm bẩm nói, đây chính là dòng dõi tiên sao. Sự tự tin của bọn họ rất nhanh bị đã bị đả kích. Chu tước thần quân cũng thử nghiệm một chút, tuy rằng ông ta không thành công, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giống như đã có chủ ý. Ông ta nói với Đường Tuấn, trong vách đá này rất có thể ẩn chứa thế gian vạn pháp, tương đương với một loại căn nguyên không gian. Muốn thông qua vách đá này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Trong vạn pháp đều có con đường nối thông, là một loại phương pháp để qua cửa ải. Tìm được đến một trong số đó, chúng ta lập tức có thể thông qua. Nhưng muốn tìm kiếm một con đường thích hợp với bản thân trong hàng vạn con đường lại không hề đơn giản như vậy. Hơn nữa, tôi suy đoán, trong hàng vạn con đường này rất có thể ẩn giấu một con đường mạnh nhất. Lời này của Chu Tước Thần Quân cũng không phải truyền âm cho nên mọi người xung quanh đều nghe thấy được. Một con đường mạnh nhất. Nếu là người khác nói như vậy, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng người nọ lòe thiên hạ nhưng người lúc này nói chuyện chính là chu tước thần quân mọi người ở đây bao gồm cả trương định an đều không có bất kỳ hoài nghi gì tim mọi người đều đập nhanh hơn con đường mạnh nhất đó liệu có phải là con đường cho người mạnh nhất đi qua ai mà không động lòng cơ chứ nếu mình có thể ngộ ra con đường mạnh nhất kia có lẽ sẽ có thể đánh bại được đạo nhất ánh mắt trương định an trở nên nóng rực con đường thần tử đạo nhất đi có phải là con đường nhất hay không? Không biết là ai đã hỏi một câu. Mọi người lặng im. Nếu dùng thời gian chưa đến 10 lần hô hấp đã tìm ra con đường mạnh nhất, vậy thì bài kiểm tra lần này còn ai có thể so sánh với đạo nhất? Nhưng đạo nhất là dòng dõi tiên, ai dám chắc chắn anh ta không làm được. Trong lòng Trương Định An càng thêm trận dối rắm nếu đạo nhất đã đi con đường mạnh nhất, vậy mọi nỗ lực của anh ta còn có ý nghĩa gì? Không có khả năng, Trương Định An suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà nói ra những lời trong lòng. Rất nhiều người nhìn về phía Chu Tước Thần Quân, xem ông ta xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng Chu Tước Thần Quân khẽ lắc đầu, nói chuyện này chỉ có thể đi hỏi đạo nhất. Còn nữa, con đường mạnh nhất cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, cũng có thể nó không tồn tại. Trong lòng mọi người đều thất vọng, bọn họ vừa hy vọng con đường mạnh nhất tồn tại, có lẽ bản thân có thể tìm ra được nhưng mặt khác bọn họ lại không muốn con đường mạnh nhất tồn tại sợ sẽ bị người khác dẫn đầu loại cảm giác này thật sự rất mâu thuẫn vẻ mặt của đường tuấn cũng có chút biến hóa nhìn hoa văn trên vách đá tâm thần của anh dần dần trở nên bình tĩnh vô số đường tuyến hỗn độn tạo thành một mạng lưới xuất hiện trong thức hải của anh mỗi một đường tuyến đều đại biểu cho một loại sức mạnh đường tuấn có chút kinh ngạc tiếp theo đó có vài đường tuyến được đốt sáng lên đây là sức mạnh căn nguyên nuốt chừng. Đây là sức mạnh căn nguyên ngũ hành. Đường Tuấn cảm ứng được ra sức mạnh thuộc tính ẩn giấu trong mỗi đường tuyến. Anh đã vượt qua cửa ải, có thể thắp sáng nhiều con đường như vậy, so với tên nhóc trước đó, anh càng ưu tú hơn. Một âm thanh vang lên trong đầu đường Tuấn. Đường Tuấn đột nhiên mở bừng hai mắt. Lão đường, thế nào rồi? Triệu Huyền ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Không ít người đều nhìn lại, trong ánh mắt đều mang theo sự trào phúng và châm chọc. Lúc này mới qua thời gian 5 lần hô hấp mà thôi. Đường Tuấn không trả lời mà bay đến trước vách đá, ngẩng đầu nhìn lên vách đá, loại cảm giác sức mạnh ở trong lòng anh lại hiện lên một lần nữa. Chẳng lẽ anh cũng vượt qua cửa ải rồi? Trương Định An khoanh tay, ở một bên cười lạnh lùng, muốn học theo đạo nhất cũng phải học cho giống một chút. Đạo nhất dùng thời gian hơn 9 lần hô hấp, mà anh chỉ dùng thời gian 4 lần hô hấp. Anh cảm thấy sẽ có người tin sao? Vốn gì anh ta tính toán sẽ nghiêm túc nghiên cứu vách đá thần bí, nhưng nhìn thấy đường tuấn như vậy, anh ta thật sự không nhịn được muốn nói vài câu. Không làm màu, đời không nể. Trương Định An nói một câu nói khá lưu hành ở địa cầu, lập tức dẫn tới khiến cho mọi người xung quanh đều bật cười. Trương Định An, xung quanh cũng có một vài người xì xào châm trọng bọn họ hiển nhiên xem hành vi của đường tuấn là đang làm màu chỉ có điều đã làm màu thất bại chu tước thần quân thở dài vỗ vỗ bả vai đường tuấn nói đừng để ở trong lòng đường tuấn cười cười cũng không giải thích gì thêm sở di anh ở lại chỉ là muốn xem thử xem con đường mạnh nhất theo như lời của chu tước thần quân thật sự có tồn tại hay không còn về phần tốc độ thông qua cửa ải của ai nhanh hơn cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì suốt cuộc lúc này mới là cửa thứ nhất ngay sau đó mọi người đều bắt đầu chiếm cứ một góc toàn bộ tâm thần đều đắm chìm cảm ứng bên trong vách đá ảo diệu tất cả mọi người cho rằng người thứ hai thông qua chắc hẳn là một trong ba người chu tước thần quân ám ma và trương định an nhưng ra ngoài dự kiến của mọi người người thứ hai thông qua vậy mà lại là triệu huyền lão đường hình như tôi đã thông qua rồi vừa rồi có âm thanh nói với tôi như vậy triệu huyền kinh ngạc nói vừa dứt lời ánh mắt kinh ngạc của mọi người đồng thời dồn về phía Triệu Huyền. Trương Định An cũng vừa tỉnh lại từ trong cảm nhận, lạnh lùng nói, lại một kẻ làm màu. Ngay cả đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc, trên thực tế, thiên phú của Triệu Huyền không xuất chúng, bây giờ có thể đi đến bước này, không thể không nói anh ta rất may mắn. Tôi thật sự thông qua rồi. Thấy không có ai tin tưởng mình, Triệu Huyền không khỏi có chút tức giận. Anh ta bay đến trước vách đá, duỗi một bàn tay ra, tay của anh ta không một tiếng động xuyên qua vách đá. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, vẻ mặt của Trương Định An giống như bị người ta đánh cho mười mấy cái bạt tai. Ai có thể nghĩ đến, Triệu Huyền thật sự đã thông qua. Chúc mừng anh, Đường Tuấn ngẩn người một lát, sau đó cười nói. Tên Triệu Huyền này cuối cùng cũng tin được một lần. Triệu Huyền cười ngại ngùng, nói, "Lão Đường, tôi ở bên kia chờ anh." Không có Đường Tuấn danh hiệu bảo tống của anh ta không có chút danh không xứng với thực đường tuấn xua tay nói anh đi đi triệu huyền gật đầu một cái thật mạnh sau đó lớn tiếng giống như đang tuyên bố quả tiên tôn quả tôi thần quân bảo tống tới đây nói xong triệu huyền biến mất giữa vách đá nhưng lời anh ta nói lại làm mọi người ngơ ngác một lần nữa khoan đã danh hiệu của tên này gọi là gì có lẽ mình không nghe lầm đi thần quân bảo tống cẩn thận suy xét danh hiệu này, có vài người cảm thấy hâm mộ, có vài người lại cảm thấy buồn cười. Chu Tước Thần Quân khẽ cười, nói: "Đường Tuấn, người bạn này của cậu đúng là thú vị." Đường Tuấn cũng gật gù. Việc Triệu Huyền nhanh như vậy đã thông qua cửa ải này, anh có thể đoán được một vài nguyên nhân trong đó. Sức mạnh căn nguyên mà Triệu Huyền lĩnh ngộ được cũng chỉ có một loại duy nhất. Một vạn con đường tất nhiên đại biểu cho một vạn loại khả năng nhưng có đôi khi nó cũng sẽ làm mê loạn cái tâm và tầm nhìn của con người trở thành chướng ngại vật trên đường đi mà con đường đơn nhất có thể giảm bớt được tính mê hoặc này đương nhiên tuy rằng anh và đạo nhất đều lĩnh ngộ vài loại căn nguyên chi lực nhưng đạo tâm của bọn họ cũng rất kiên định có thể chống cự lại được anh nhìn về phía trương định an không nhịn được mà lắc đầu trương định an nắm giữ năm loại sức mạnh căn nguyên hơn nữa này năm loại sức mạnh này đều là do quán đỉnh cho cho nên tâm tính của anh ta chắc chắn cực kỳ kém. Trương Định An rất có thể sẽ phải nán lại ở cửa ải này một hồi lâu, thậm chí không qua được. Một ngày sau, ba người chu tước thần quân, ám ma, ngao vấn thiên thông qua. Mấy ngày sau đó, đám người thế hệ trước lôi vụ, chân nhân khổng long cũng đều lần lượt thông qua. Ngày thứ 10, hai người tạ phù giao, Hàn Đông Ly gần như đồng thời tìm ra con đường của mình, cũng đã thông qua rồi sau khi nhìn tạ phù giao rời khỏi vách đá, tâm tình của Trương Định An càng thêm bực bội. Làm sao mình có thể thua anh ta được? Tạ Phù Giao là người mà Trương Định An nhất muốn đánh bại nhất. Nhưng hiện tại, Tạ Phù Giao đi trước anh ta một bước, thông qua cửa ải. Không thể nào. Ta mới là đứa con của trời. Dòng dõi tiên gì chứ? Thần tử, thánh nữ gì chứ? Tâm tình Trương Định An loạn như cào cào, vùng xung quanh đạo tâm nứt vỡ anh ta đối chính mình có kỳ vọng rất cao, nhưng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Đường Tuấn thấy cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu. Trương Định An thấy thế, vẻ mặt đông cứng, ánh mắt trở nên vô cùng oán độc, nói anh có tư cách gì mà dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Không phải anh cũng chưa thông qua được cửa này đấy sao? Thủy diều diều quát, Trương Định An, anh đang nói hưu nói vượn cái gì thế? Trương Định An lạnh lùng nói, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Đường Tuấn, anh tiến bộ không ít đấy, vậy mà lại trốn tránh sau lưng đàn bà con gái, có bản lĩnh thì tới đây đánh với tôi một trận. Vùng xung quanh đạo tâm của anh ta bị nứt vỡ, lúc này chỉ có thể dựa khẩu khí này để chống đỡ. Anh ta giống như một kẻ vô cùng bi thảm muốn tự sát, nhưng bỗng nhiên lại thấy còn có người càng thảm hại hơn so với mình thì lập tức bỏ ngay ý định tự sát ý. Trương Định An bây giờ chính là có loại tâm tính này. Lông mày thủy diểu diểu nhíu lại, lặng yên nhìn đường Tuấn. Giải kiêu và đám cường giả của tộc biển đứng bên cạnh cô ta cũng khó hiểu mà nhìn về phía đường Tuấn. Không phải thiên phú của đường Tuấn không tồi sao? Vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được con đường để thông qua? Giải kiêu trong đám cường giả của tộc biển trong hai ngày đã tìm được con đường thông qua. Ngay cả Thủy Diều Diều đến ngày thứ ba cũng đã tìm ra con đường thông qua. Sở dĩ cô ta không rời đi đều là bởi vì Thủy Diều Diều muốn đợi đường Tuấn, muốn bảo vệ cho anh. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, 10 ngày đã trôi qua, Đường Tuấn vẫn không có tiến triển gì. Đường Tuấn, không dám sao? Thấy Đường Tuấn im lặng, Trương Định An càng thêm quá đáng. Không cần thiết, Đường Tuấn cười cười. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy người thủy diểu diểu, nói thật ngại quá. Đã để mọi người phải đợi lâu. Tuy đám người Thủy Diều Diều không nói cho anh biết chuyện đã thông qua cửa ải nhưng Đường Tuấn cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra. Biết thì tốt, rốt cuộc anh có tìm được con đường thông qua chưa vậy? Giải kiêu tức giận nói. Đã 10 ngày qua đi, nói không chừng thần tử đạo nhất cũng đã tìm được quả tiên tôn đến nơi rồi. Lại nhìn vẻ mặt Đường Tuấn tràn ngập ý cười, vô cùng thỏa mãn. Chẳng lẽ tên này không có một chút trí tiến thủ nào sao? Nhất thời, Lòng mấy người giải kiêu đều đánh giá Đường Tuấn như vậy. Lúc này Đường Tuấn đích xác rất nhẹ nhõm, rất thỏa mãn, bởi vì anh đã thông qua vách đá, lĩnh ngộ ra một chút căn nguyên thời gian. Anh không biết cái này có được gọi là con đường mạnh nhất hay không, nhưng chỉ thế thôi, anh đã rất thỏa mãn. Ha ha, vẻ trào phúng trong mắt Trương Định An càng lúc càng rõ. Chúng ta đi thôi. Đường Tuấn chẳng thèm liếc nhìn Trương Định An một cái nói với mấy người thủy diều diều một câu sau đó dẫn đầu đi đến chỗ vách đá trương định an ngẩn người quát đường tuấn anh muốn làm gì đường tuấn không quay đầu lại nói đương nhiên là rời khỏi nơi này lại làm bộ làm tịch trương định an khinh thường nói nhưng anh ta vừa mới dứt lời thân thể đường tuấn đã tiến vào trong vách đá sau đó biến mất không thấy trương định an há hốc miệng cuối cùng cũng không thốt nên lời trên mặt thủy diều diều và đám cường giả của tộc biển lộ ra ý cười nhìn về phía trương định an nói anh cứ thong thả nhé nói xong bọn họ lần lượt rời đi trương định an ngây ra tại chỗ một chút cảm giác tồn tại vất vả mãi mới tìm được cũng không còn sót lại anh ta nhằm về phía đỉnh vách đá sừng sững trên mặt biển đánh năm loại căn nguyên chi lực qua nói cái gì mà con đường vạn pháp trương định an tôi tự có con đường của chính mình không cho tôi đi, tôi càng phải đi. Ầm ầm ầm. Pháp lực mạnh mẽ đánh lên vách đá, vách đá đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo đó, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trong vách đá bùng nổ, một cột ánh sáng bắn ra. Phốc. Nửa người Trương Định An bị cột sáng đánh nát. Trương Định An giống như không cảm thấy đau đớn, đầu tóc bù xù, dáng vẻ điên cuồng. Nhưng trong trạng thái điên cuồng như vậy, khí tức hỗn loạn của Trương Định An lại bất chợt ngưng động lại. Không gian thử nghiệm này là một biển rộng minh mông. Tại thời điểm này, một hòn đá khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Tảng đá này rất lớn, hầu như không nhỏ hơn bao nhiêu so với hòn đảo bình thường, thậm chí có thể được gọi là đảo đá. Trên hòn đảo đá này, một đôi nam nữ trung niên đang chơi cờ vua. Bên cạnh, một ông già nằm nghiêng, đôi mắt nheo lại, một cái tay móc ở chân răng. Người đàn ông trung niên kia khẽ nhíu mày, nói cổ lão, lần thí luyện này có hai người chúng ta nhìn là được. Ông cũng có thể quay lại. Ngón tay ông lão bật lên, bàn tay cầm lấy một quả hồ lô, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, nói, ha ha. Lần thí luyện trước, ba con khỉ nhỏ mà tôi thu được đã bị một tên nhóc đùa giỡn xoay quanh. Lần thí luyện này, tên nhóc kia cũng có tham gia, tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh gì. Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ ngồi đối diện ông ta liếc nhau, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đã là tôn giả cảnh đỉnh phong, ở cung hốn nguyên có chức trưởng lão. Ông lão này, ở trong cung hốn nguyên cũng không có bất kỳ chức vị gì, nhưng ngay cả trưởng lão thực lực mạnh nhất cũng rất kiêng kỵ ông ta. Bởi vì ông lão này có ba đệ tử, ba đầu vượn hầu ông lão kia nói chỉ có thể tính là một. Mà nhị đệ tử, hiện giờ là trưởng lão cung hốn nguyên, tồn tại tôn giả cảnh đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn không ít so với hai người bọn họ. Về phần đại đệ tử, hiện giờ là trưởng lão có thực lực xếp hạng top 3 trong cung hỗn nguyên, đã bước vào cảnh giới thiên quân. Nguồn gốc của ông lão rất bí ẩn, ngay cả ông ta đến từ nơi nào cũng không ai biết. Chỉ biết ông ta họ cổ, mọi người gọi ông ta là cổ lão. Người phụ nữ cười nói, cổ lão, nếu ông quan tâm đến người đó, tôi sẽ gọi cậu ta đến đây cổ lão muốn trừng phạt cậu ta thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào ông. Nghe khẩu khí của người phụ nữ này, giống như thí luyện cung hốn nguyên ở trong mắt bà ta không đáng nhắc tới, tùy thời có thể phá hư quy tắc. Cổ lão nhướng mày, nói thí luyện của cung hốn nguyên là do chủ nhân các người định ra, ai cũng không thể phá hỏng. Vâng. Nụ cười của người phụ nữ hơi cứng đờ, bà ta ngượng ngùng đáp lại. Nghe cổ lão nói đến hai chữ chủ nhân, vẻ mặt nam nữ trung niên ảm đạm người đàn ông trung niên cười nói cổ lão tôi vừa mới dò xét qua người nọ đã thông qua cửa thứ nhất tốc độ rất nhanh còn nhanh hơn so với đạo nhất nhưng cậu ta không lập tức rời đi xem ra cậu ta là muốn hiểu được chân bí trong vách đá nhớ tới vị chủ nhân kia còn có chuyện mình gặp phải tâm tình người phụ nữ trở nên kém đi rất nhiều nghe được lời của người đàn ông trung niên vẻ mặt bà ta lạnh lùng nói cậu ta là một tên nhóc ngay cả cảnh giới tôn giả cũng không phải cũng vọng tưởng lĩnh ngộ chân bí vách đá kia là một trong những trí bảo của cung hỗn nguyên đại biểu cho vạn pháp thế gian ngay cả bà ta và người đàn ông trung niên đối với chân bí ẩn chứa trong vách đá cũng chỉ là tiếp xúc với bề ngoài mà thôi nghe nói cái gọi là chân bí liên quan đến căn nguyên thời gian trong lòng thở dài nếu bà ta có thể ngộ ra căn nguyên thời gian Nói không chừng đã là cảnh giới Thiên Quân rồi. Làm sao còn phải lãng phí thời gian đến giám sát loại thí luyện này. Người đàn ông trung niên cũng cười, nói, đích thực là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà tốc độ người này thông qua cửa ải này lại còn nhanh hơn so với đạo nhất, xem ra đạo tâm rất kiên định. Loại người như cậu ta, nếu không hiểu được chân bí, chỉ sợ sẽ ngồi bất động ở trước vách đá. Ông ta vừa nói xong, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, không dám tin nói cậu ta rời đi rồi. Người phụ nữ lạnh lùng nói, phỏng chừng là biết không có hy vọng hiểu được chân bí, cho nên không muốn lãng phí thời gian. Người đàn ông trung niên nhướng mày. Anh luôn cảm thấy với đạo tâm của Đường Tuấn, hẳn là sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy. Chẳng lẽ cậu ta hiểu được chân bí rồi? Trong lòng người đàn ông trung niên hiện ra một ý niệm trong đầu, nhưng ngẫm lại càng không có khả năng. Người phụ nữ nhìn ra ý nghĩ của người đàn ông trung niên, bà ta hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu chân bí có thể lĩnh ngộ đơn giản như vậy, thì tôi và ông còn có cố gắng của rất nhiều trưởng lão tính là cái gì? Người đàn ông trung niên gật đầu, ông ta cũng đồng ý với những lời này của người phụ nữ. Ông ta cũng không tiếp tục dối rắm vấn đề này nữa, mà là đặt tâm tư vào ván cờ trước mắt. Cổ lão ở một bên lại rơi vào trầm tư. Vách đá chỉ nhắc nhở qua cửa thông tin, còn về phần có hiểu được chân bí hay không người ngoài hoàn toàn không có biện pháp biết được nhưng trong lòng cổ lão lại có một loại cảm giác mãnh liệt đường tuấn không phải loại người dễ dàng buông tha rất có thể thật sự hiểu được bí mật thật sự trong vách đá nghĩ tới đây trong lòng cổ lão đều có chút kích động ông ta biết rõ nhanh như vậy đã ngộ ra chân bí đại diện cho cái gì ông ta thiếu chút nữa muốn đi tìm đường tuấn xác minh chuyện này nhưng vẫn nhịn xuống không ai có thể can thiệp vào thử thách đó là quy tắc. Đường Tuấn đi qua vách đá xuất hiện trước mặt anh là một tòa tháp đen nhún chọc vào đám mây. tòa tháp đen giống như một cây định hải thần châm đứng ở giữa biển. không cần nghĩ cũng biết tòa tháp đen này là một món trí bảo. Thủy Miểu Miểu và các cường giả hải tộc cũng đều phát sợ. cây ba đinh hoàng kim trong tay cô ta phát ra tiếng ong ong giống như e ngại uy năng của tháp đen sắc mặt thủy miều miều chợt biến đổi, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Cây ba đinh hoàng kim là bảo vật quý của hải tộc, là đạo khí đứng đầu. Có thể làm cho cây ba đinh hoàng kim phát ra loại âm thanh này, chẳng lẽ tháp đen kia là tiên khí trong truyền thuyết sao? Nếu như không muốn để cho linh hồn trong ba đinh vỡ vụn, lập tức thu hồi. Một tiếng quát lạnh từ một bên truyền đến. Vẻ mặt đạo nhất lạnh lùng bay tới, anh ta nhìn về phía đường Tuấn, nói chờ anh đã lâu rồi. Thủy miểu miểu vội vàng đứng trước mặt đường Tuấn, cô ta vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm đạo nhất, cây ba đinh hoàng kim nằm ngang trước người, pháp lực minh mông phun trào ra. Cô ta không ngờ đạo nhất đã qua cửa sớm như thế, mà lại ở chỗ này chờ đường Tuấn lâu như vậy. Chẳng lẽ hai người thật sự muốn đánh một trận ở chỗ này sao? Đạo nhất phất tay, thủy miểu miểu cùng các cường giả hải tộc khác nhất thời bay ngược ra. Anh ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn các cô một cái, chỉ nhìn chằm chằm Đường Tuấn, rồi nói anh làm cho tôi có chút thất vọng. Đường Tuấn nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Sắc mặt Đạo Nhất trầm xuống, nói tôi ở tại chỗ này chính là muốn cùng anh tỉ thí công bằng. Quả tiên tôn tôi có thể không muốn, nhưng tôi nhất định phải đánh bại anh. Tuy rằng biểu hiện của Đường Tuấn ở cửa ải này rất kém cỏi, khiến Đạo Nhất rất thất vọng nhưng đạo nhất vẫn coi đường tuấn là đối thủ cho nên anh ta vẫn chờ ở chỗ này ý nghĩ của anh ta là phải đánh bại đường tuấn ở toàn bộ các mặt chứ không chỉ là tu vi nói xong câu đó đạo nhất đã hóa thành một đạo lưu quang bay về phía tòa tháp đen kia âm thanh lạnh lùng từ xa chuyển đến đường tuấn tranh giành một chút lần này đừng để tôi thất vọng nữa trận chiến của chúng ta tôi không hy vọng anh bại nhanh như vậy đường tuấn vẻ mặt thủy miểu miểu lo lắng. Đường Tuấn cười, nói, không sao cả. Đạo nhất muốn đánh bại tôi cũng không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, không gian phía sau bỗng nhiên rung động, sau đó một người tóc tai bù xù xông ra. Trương Tĩnh Hòa. Thấy người này, thủy miểu miểu hô lên. Các cường giả hải tộc khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Tĩnh Hòa, không biết vì sao, một luồng hơi lạnh từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Trương Tĩnh Hòa, anh nhập ma. Thủy miều miều hét lên. Đôi mắt đỏ như máu của Trương Tĩnh Hòa nhất thời nhìn về phía cô ta, sát ý lạnh như băng trong mắt làm cho thân thể Thủy miều miều run lên, cô ta nhịn không được lui về phía sau một bước. Khí thế trên người các cường giả hải tộc khác đều không khống chế được mà bộc phát ra, mấy người đều cảm thấy khó chịu. Chỉ liếc mắt một cái, đã làm cho một đám cường giả hải tộc như gặp phải đại địch. Lúc này Trương Tĩnh Hòa mạnh hơn trước gấp mấy lần. Không đỡ nổi một đòn. Trương Tĩnh Hòa lạnh lùng nói một câu, anh ta cũng không tiếp tục ra tay, mà nói với Đường Tuấn, tôi muốn đánh bại anh trước mặt mọi người. Nói xong, Trương Tĩnh Hòa cũng bay về phía tòa tháp đen kia, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mấy người. Đường Tuấn. Mấy người thủy miểu miểu càng lo lắng. Cường địch bây giờ không chỉ có đạo nhất thiên phú tuyệt đại, mà còn có Trương Tĩnh Hòa nhập ma nếu như có thể bọn họ thậm chí còn muốn khuyên đường tuấn từ bỏ thí luyện lần này nhưng bọn họ cũng biết không được một khi từ bỏ lần thí luyện này vậy đường tuấn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được yên tâm đi trong ánh mắt đường tuấn lộ ra một chút nghiêm nghị có thể khẳng định trương tính hòa cũng thu hoạch được không ít từ vách đá nghe đường tuấn nói đám người thủy miều miều ngược lại cảm thấy anh ra vẻ thoải mái Đám người thủy miểu miểu nhìn về phía sau, Đường Tuấn thở dài, nói, không cần nhìn, sẽ không có người tới nữa. Mấy người thủy miểu miểu nhất thời cả kinh, nói tiến vào vùng thí luyện không gian này, đều là thần niệm hóa thân của mình, là giết không chết. Đường Tuấn biết ý tứ của cô ta, nếu đã giết không chết, vậy vết máu trên người Trương Tĩnh Hòa kia là đến từ đâu? Anh trầm giọng nói, giết không chết chỉ là tương đối. Trương Tĩnh Hòa rất có thể đã ngộ ra một số thứ từ vách đá. Có một số tu sĩ có thể giết người trong mông, thông qua thần niệm hóa thân giết người, cũng không khó. Với thực lực hiện tại của Đường Tuấn, cũng có thể làm được. Mấy người Thủy Miều Miều hít một hơi khí lạnh, loại thủ đoạn này quá quỷ dị đi. Vốn Thủy Miều Miều còn cảm thấy lần này mình chắc chắn có thể bảo vệ Đường Tuấn, nhưng hiện tại cô ta bắt đầu hoài nghi. Mang theo lo lắng, mấy người Đường Tuấn, Thủy Miểu Miểu cũng bay về phía tòa tháp đen kia. Bay thật lâu, nhưng mấy người đường Tuấn cũng không có cảm giác cách tòa tháp đen gần một chút, thậm chí bọn họ còn cảm thấy càng ngày càng xa. Hết tập 201